Như vậy câu này mình viết một cái store, tham số đầu vào là mã nhà trọ, rồi sẽ trả về bốn cái cột, chứa bốn thông tin tương ứng. Như vậy giờ mình viết nha. Đầu tiên mình cũng xét if object nha, xét object id. Này mình đặt cái tên là sp, rồi đánh giá. Đánh giá nhà trọ mình đặt tên là đánh giá, rồi y not null nha. Thì drop drop prop, rồi copy cái sp đánh giá này nha, con số rồi bây giờ mình tiếp nè. Bây giờ mình mới là xét nha. Mình tạo nhé, list drop tên này ha. Rồi có go nữa không, tí nó báo lỗi go. Rồi bây giờ tạo ra một cái raw procedure, tên đánh giá này, tham số đầu vào của mình là mã nhà trọ, kiểu in nha. Rồi đây chỉ có một tham số thôi. Bây giờ bắt đầu bên trong nè, mình xét nè. Nếu mà cái mã nhà trọ mà không tồn tại, đúng không, mình xét như khi mà người ta nhập vô một cái mã mà nhà trọ mà nó không có trong cơ sở dữ liệu của mình, mình select sao firm nhà trọ, đúng không, rồi của nơi mà cái mã nhà trọ đó được truyền vào từ cái biến mã nhà trọ, mã nhà trọ. Sai rồi. Đó, truyền vào mã nhà trọ. Rồi nếu mà nó không tồn tại thì mình begin end, begin end mình cho ra một cái thông tin đó là print, đúng không, nhà trọ chưa được đánh giá, xin lỗi, nhà trọ này không tồn tại, nhà trọ này không tồn tại. Rồi tiếp else, nếu một cái nhà trọ mà có tồn tại thì mình đi lên tiếp nè nha. Rồi ở đây mình xét cái gì, rồi ở đây mình sẽ begin mình vô đây nha. Rồi ở đây mình xét tiếp, nếu nhà trọ này mà chưa được đánh giá, nghĩa là có mã nhà trọ tồn tại nhưng chưa được đánh giá, như vậy muốn biết đánh giá hay không thì nhà trọ được đánh giá hay không thì chúng ta select sao firm đánh giá này, mình lấy từ bảng đánh giá, nãy lấy bảng nhà trọ để xem có tồn tại cái mã đó hay không. Rồi nơi mà mã nhà trọ, đúng không, cũng bằng những cái biến mã nhà trọ truyền vô đó. Rồi begin, nếu mà rồi nếu mà cái mã đó mà chưa đánh giá thì mình in ra một cái thông tin, rồi nhà trọ chưa được đánh giá, đánh giá nha. Rồi tiếp còn lại L, nếu mà đã có đánh giá rồi thì lúc này mình mới là select, select đánh giá mã nhà trọ, ngon, đặt tên. Nên bây giờ mình hiển thị các cột nè, ở đây là mã nhà trọ, đấy phải tiếp như đây
à, thì select xong rồi mới ở đây mình thiếu bị ghim nữa, ghim tập lệnh của mình như đây rồi select ha, video rồi dưới đây là end. Đó. Rồi tiếp mình dưới này, ở đây là người dùng, à, tên người dùng, rồi cột đây là người đánh giá, người đánh giá, rồi tiếp theo là cột trạng thái like và dislike, like và dislike dựa trên cột đánh giá này, nếu mà một là like không là dislike như vậy mình phải xét, à, mình phải xét cây là cây cái bảng đánh cái đánh giá, cái cột đánh giá, đánh giá chấm đánh giá, bảng đánh giá có cột đánh giá đó, à rồi thứ hai bây giờ when khi mà một đen lúc đó sẽ là like ha, like rồi khi không thì sẽ là dislike, rồi dislike rồi kết thúc, à, end end thì chúng mày đặt cái tên nó cột này, cột là cột đánh giá nha, đánh giá rồi phải tiếp mới 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 có thêm một cột nữa thôi, bây giờ nội dung đánh giá đúng không, nội dung đánh giá, nội dung đánh giá là thông tin đánh giá này, như vậy là đánh giá chấm nội dung đánh giá, à, cái này thông tin đánh giá là nội dung đánh giá này, nha, rồi bây giờ mình xong rồi ha, bây giờ form nè, từ bản nào nè, à, từ bản nào thì mình nãy giờ mình lấy ra từ hai bản nè, bản đánh giá nè cho với cái bản người dùng ha, người dùng hai bản này quan hệ qua qua mã người dùng, đúng không, còn người dùng chấm mã người dùng bằng với lại đánh giá chấm đánh giá mã người dùng đó, rồi thêm điều kiện nữa nơi mà que que cái bảng đánh giá chấm mã mã nhà trọ bằng với lại a móc mã nhà trọ, rồi rồi đã xong rồi, xong cái rồi đi mình rất khó chạy nha. Rồi xong bây giờ mình tìm ra một cái mình hiển thị ra để mình tìm cái mã nhà trọ nào mình cần đánh giá trước nè, test mình chạy ra rất sao phơm đánh giá nè, rồi bây giờ mã nhà chọn số 1 có bốn đánh giá là like nè ha, chạy thử nha, chạy thử cái soi nha, skill à skill skill à, rồi a móc mã nhà chọn, mã nhà chọn mình cho bằng một ha, rồi số 1 cái khối nhà số 1 à, có 4 cái da 4 cái like hay chưa, số 2 thì có ba cái like một cái dislike đúng không, số 2 là ba cái like một cái dislike đấy, bây giờ mình có một cái nhà trọ mà chưa, bây giờ mình sẽ lấy sao bản nhà trọ luôn để mình xem, mình test hai trường hợp, nếu mà à, nhà trọ không tồn tại thì sao, là nhà trọ
không tồn tại và chưa đánh giá, đúng không? Mình thử. Bây giờ nhà lá nhà chọn số 13 nè. Đúng không? 13 có nó bị nó thông báo. Đó, không tồn tại nè. Bây giờ một cái nhà chọn chưa đánh giá. À, chưa đánh giá. Số 12. Số 12 thì chưa có. Sao? Số 12. Đó, nhưng mà mình test được 3 trường hợp ha. À, một cái nhà trọ chưa không tồn tại nè, và nếu nhà trọ có nhưng mà chưa được đánh giá và đã được đánh giá. Như vậy là mình đã xong cái câu E ha. À, bây giờ mình tiếp theo mình sang câu tiếp theo. Rồi, coi như mình đã xong cái câu E này. À, bây giờ mình qua phần số 3. Trong phần số 3 này chúng ta cũng có hai cái store, mình sẽ qua thằng hai store. À, bây giờ mình làm câu này nha. Rồi, xem cái store này làm gì đây. Nếu một store nhận tham số đầu vào là kiểu in là số lượng dislike, như vậy mình nhập vô đó một con số đó là số lượng dislike. Store này là xóa, nhiệm vụ là xóa thông tin các nhà trọ và thông tin đánh giá. À, anh ta xóa hai bảng. À, với một điều kiện là tổng dislike tương ứng với nhà trọ này lớn hơn giá trị tham số được truyền vào. À, những nhà trọ nào mà được đánh giá tổng cái dislike lớn hơn cái giá trị mà người ta truyền vô của tham số này thì xóa hết. À, sử dụng giao dịch. À, yêu cầu đặc biệt trong đây, trong 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 cái store này là ta sử dụng cái giao dịch nha. À, begin chance, end chance đó các bạn. Rồi, ta vô làm con này thử nhé. Làm gợi ý thôi, các bạn có thể làm có nào hay hơn thì các bạn cứ làm. Rồi bây giờ cũng như bình thường với những câu kia thôi, cũng object ID như một cái hàm để mà xem tìm và xóa nếu có. Rồi bây giờ mình đặt cái này là cái store này là store delete, đúng không? Delete cái nhà trọ mà dislike, nhà trọ mà mình không thích, xóa những nhà trọ nào mà không thích dislike. Rồi rồi y nó luôn nha. Rồi nếu vậy thì vớt rock có bị cái tàn cần trên xe trên về. Rồi bây giờ mình vô, bây giờ tạo nè, tạo ra một cái store có tên này. Rồi bây giờ cái store này làm gì? Store này sẽ chỉ có một cái tham số là dislike kiểu in. Thì đầu tôi nói là tham nhận vào là dislike kiểu in ha, mình có dislike ha, kiểu in. Rồi trên đây gồm có gì? Rồi viết ra câu này tương đối là hơi phức tạp tí. Bây giờ mình cho nó begin try ha. Begin try thì thiếu cho nó cố gắng thực thi và end try. À, rồi trong đây mình làm gì? Mình sẽ có giao dịch, nó bắt mình viết giao dịch mà. Sử dụng giao dịch trong thân SP, ở trong cái thân SP là mình phải giao dịch nè, begin try. À, cho nó sơn á. Và end try. Mình commit cho em trai xong rồi bị liên trang mình commit trang. Đó, bắt đầu giao dịch và xác nhận giao dịch. Rồi đầu tiên mình có gì mà chỗ này là bắt đầu lưu là lưu giao dịch nè ha, sao trang. Rồi mình làm gì ở đây? Mình khai báo, đầu tiên là mình phải khai báo một cái biến để lưu trữ, một cái biến để lưu trữ tất cả những mã nhà trọ. Tại vì khi người ta nhập vô tổng tổng số lượng dislike thì mình phải ra được tất cả những nhà trọ mà có số lượng dislike đó. Như vậy mình phải khai báo một cái biến bảng. Ở đây tôi khai báo một cái biến bảng nè mình. À, tôi đặt cái biến bảng này là mã nhà trọ. Biến bảng này chủ yếu là lưu trữ tất cả những mã nhà trọ.
có thể có nhiều hơn một mà. Đấy, rồi tham số truyền vô cho cái biến bảng này, ta có một cột duy nhất trong cái biến bảng này, có một cột duy nhất đó là mã nhà trọ thôi, lưu trữ mã nhà trọ kiểu in. Rồi chỗ này chẳng qua là một cái biến bảng, có một biến bảng này có một cột duy nhất đó là lưu trữ mã nhà trọ. Rồi làm gì nữa, insert in tù chèn vô cái biến nhà mã nhà trọ này đúng không? Từ từ nào, từ đâu, từ câu lệnh select, từ câu lệnh select nhà trọ, nhà trọ thấy không, chấm mã nhà trọ được chưa, chỉ mã nhà trọ vô mà, từ bảng nào, từ bảng nhà trọ, từ bảng nhà trọ đây không, từ bảng nơi mà, nơi mà điều kiện quen, nơi mà chúng ta có cái hàm display, trước đây chúng ta có cái hàm tính lấy tổng display, trong cái câu nào ở tôi review lại, có cái hàm đây, hàm tổng display, có mỗi câu mà trước đó mình làm một cái hàm lấy về hiển thị tổng số like và dislike, đây mình sẽ sử dụng là cái hàm này nè các bạn, hàm này là cái hàm tên là tổng dislike và tham số truyền vô là mã nhà trọ thì sẽ ra được số tổng số like, tổng số like và dislike ở đây, cái hàm này hàm dislike, còn ngoài ra chúng ta có hàm like nữa đây, nhưng mà mình sử dụng hàm này nữa các bạn để biết được cái truyền vô mã nhà trọ sẽ biết tổng số lượng dislike của mã nhà trọ đó, mình sử dụng lại cái đó nha, có cái hàm rồi. Rồi vô chỗ này, chỗ này sẽ sử dụng cái hàm đó chỗ này nè đó, nơi mà tổng dislike đó, tổng dislike đó, tổng dislike đấy, thì lúc này mình sẽ truyền vô chỗ này là gì, nhà trọ chấm mã nhà trọ, nhà trọ mã nhà trọ mã nhà trọ ngon lớn hơn cái tham số truyền vô mã nhà trọ của mình, xin lỗi, lớn hơn cái tham số dislike của mình đó. Đấy chắc xuống xuống chỗ này tôi dễ nhìn đây, hiển thị mình sẽ lấy mã nhà trọ chèn vô cái biến bảng mã nhà trọ của mình nha, từ bảng nhà trọ cụ thể là điều kiện là cái tổng dislike nó lớn hơn cái dislike người ta truyền vô, tại vì theo yêu cầu là xóa thông tin khi mà tổng dislike tương ứng với nhà trọ này lớn hơn giá trị tham số truyền vô như vậy rõ ràng là tham số tổng dislike mà lớn hơn tham số truyền vô nè, thì mình lấy ra cái mã nhà trọ mình truyền vô biến bảng, đó là mục đích chỗ này rồi. Tiếp theo làm gì, tiếp theo mình sẽ delete, đúng vị trí sai chết rồi, đây mình sẽ delete đi à, delete gì, mình delete hai bảng mà, đầu tiên xóa bảng đánh giá trước rồi sau đó mới xóa xóa bảng kia trước nha, bảng sau bảng 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 nhà trọ sau nha, nơi mà xóa bảng đánh giá, nơi mà đánh giá chấm mã nhà trọ hay không, nằm trong câu lệnh lệnh lấy tất cả đúng không, mã nhà trọ từ cái biến bảng mình đã chèn chèn vô trước đó, nghĩa là trước đó mình đã chèn những cái mã nhà trọ mà có tổng dislike lớn hơn cái số người ta chèn vô thì đưa vào biến bảng, sau đó bắt đầu mình lấy ra từ biến bảng đó những mã nhà trọ để mình xóa từ bảng bảng đánh giá, rồi tiếp theo mới là xóa, xóa bảng nhà trọ này, mình xóa bảng cha trước rồi bảng con cha xóa sau nha, tại vì có bảng nhà trọ mới có đánh giá mà, nhưng mình xóa đánh giá trước rồi mới xóa, mình xóa nhà trọ sau, xóa đúng nha. Rồi lúc này nhà trọ mã nhà sửa lại, lúc này là nhà trọ đúng không,
chấm mã nhà trọ cũng y chang vậy luôn đó. Sau bạn đánh giá ở nhà trọ rồi in ra một dòng thông báo thì thao tác thành công đi ha. Rồi đấy, này là một cái ghi chú ha, chỗ này rồi bác rồi đây chào. Rồi sau khi chạy xong xác nhận giao dịch nè rồi enjoy nha, rồi kết nè, cái chụp chứ, rồi sẽ có em kết rồi chỗ này chụp gì thì nếu mà giao dịch không thành công thì mình rollback nó, rollback chain đúng không, rollback chain rồi làm gì, in ra một cái dòng thông báo bên thao tác không thành công. Thế không 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 rồi em két còn gì nữa không, rồi khi mà truyền vô nếu thỏa điều kiện này, còn không thỏa lập tức, nếu không thỏa điều kiện dislike truyền vô thì nó sẽ két chụp nó không thành công. Rồi sau nếu mà xóa xong thành công ba thực hiện ba câu lệnh thành công thì nó sẽ xác nhận giao dịch. Rồi bây giờ chạy thử đấy như đó xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thực thi nha, thực thi một cái nhà trọ nào ha, ít mình copy cái tên chứ, cần trên C cần trên V. Rồi bây giờ mình xóa điều chỉnh tham số dislike. Bây giờ dislike bằng máy thì giờ mình phải kiểm tra thôi, kiểm tra cái dữ liệu trước đã. Bây giờ select của mình bây giờ mình lấy dữ liệu của bảng nhà trọ, bạn đánh giá ha, xem cái dislike bao nhiêu. Select sao firm đánh giá rồi xem tổng dislike có một cái nào đó thử. Bây giờ là tổng dislike của ông nào đây, số 4 đi ha, thì mình xóa ông số 4 nè, xóa nhà chọn số 4 nè, tại vì số 4 có mấy dislike, 1 2 3 3 cái dislike, 3 dislike. Bây giờ mình cố tình mình chuyển vô 4 đi ha, còn sao nữa. Bây giờ tổng dislike là 4 4 3 mà không ta, chắc không có rồi, 4 thử rồi, tổng dislike là 4, thao tác thành công. Như vậy là cái thân là cái store này nó chạy nè, đến dòng này luôn nè, nhưng mà không có thực hiện cái câu lệnh nè, giao dịch không 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 có nè. Bây giờ mình tìm ra cái mã nhà trọ nào mà nó nằm trong cái khoảng của mình, cái khoảng mà tổng dislike. Bây giờ mình chạy cái câu lệnh mà mình đã viết ở cái hàm hàm có dislike, tổng like, dislike đâu rồi? Đây chạy là cái này, các bạn thấy nè, bây giờ mình nhập vô số 2 đi ha, tổng dislike là 2 nè, nó 2 thì nó sẽ xóa nè. Tại vì nó phải như vậy là theo yêu cầu của mình, đó là nó sẽ xóa xóa những nhà trọ mà có đánh giá dislike nhỏ hơn ha, nhỏ hơn giá trị mình truyền vô số 2 thì nó sẽ xóa những ông này nè.
những nhà trọ số 4, số 5, số 6 nè, rồi số 8, số 9 nè. À, rồi thử tổng số 2 xem cái giao dịch của mình chạy như thế nào. Đây 5 hàng, 20 hàng, 5 hàng. Wow. Bây giờ chạy lại câu lệnh đây. Chạy lại cái này. Xem tình hình. Đấy các bạn thấy là xóa hết tất cả những cái nhà trọ nào mà đánh giá lớn hơn cái số dislike đã nhập vô nè. Như vậy những nhà trọ mà có tổng dislike là 3 là xóa hết rồi. Xóa hết. Đó, mình đã tính rồi. À, như vậy là mình đã xong cái câu này nha mọi người nhé. Xong cái câu giao dịch store này. Đó. Rồi bây giờ mình tới câu số 2. Rồi câu số câu 3 nhưng mà hai nhỏ. Câu 3 hai nhỏ. Rồi với câu SP này là nhìn ra viết một SP nhận 200 số đầu vào là khoảng thời gian, như vậy mình sẽ có hai biến tham số là chứa khoảng thời gian ha, min max. Rồi cái SP này là xóa thông tin những nhà trọ đăng trong khoảng đó. Và cũng xóa thông tin đánh giá, như vậy là về cơ bản nó vẫn xóa hai bảng nhà trọ và bảng đánh giá nè. Và sử dụng cũng sử dụng như giao dịch trang Action nha. Ok, câu này mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên mình khai báo một cái hàm object ID set nè. Bây giờ mình đặt SP này là SP SP này xóa đúng không, cũng là SP delete đúng không? Delete. Rồi mình delete cái gì? Nhà trọ và xóa ngày đăng, theo ngày đăng vậy đây ha. Ok, có tên như thế. Rồi còn trên C, rồi e not known, rồi block. Rồi đó là mình tạo này, vì đây block. Rồi tên, rồi ở đây chắc chắn là có hai tham số, một cái tham số là ngày đăng max và ngày đăng min nha. Ngày đăng min nè. À kiểu S nè. Rồi mình cho khởi tạo bằng rỗng nè. À, rồi bây giờ là mình tiếp là mình cho cái biến tiếp theo. À biến tiếp theo. Ngày đăng max. Rồi dead bằng null luôn. Rồi tiếp. Bây giờ mình có hai biến thôi. Bây giờ trong thân store nha. Thì ở đây là mình sẽ begin try. À, end try. Rồi, begin get, end get. Begin get. À, end get. Rồi. Rồi. Trong đây thì có begin chan, end chan. Begin chan giao dịch đấy. Và end chan kết thúc giao dịch nha. Rồi bây giờ mình có gì đây, mình có commit chan, commit chan. Rồi hôm nay mình làm gì đây? À đầu tiên là mình xét nè, nếu mà cái ngày đăng, nếu mình xét cái ngày đăng mắt y nun nếu bằng rỗng, thì nếu mình không chì gì hết thì mình lấy cái ngày đăng mắt mình gán cho là mình sẽ lấy ra cái ngày select mắt, lấy mắt bằng mắt mắt của cái nhà trọ chấm ngày đăng. Rồi. Lấy cái ngày đăng lớn nhất từ bảng nhà trọ. Rồi. Đó. Dán qua.
Rồi bắt đầu xét tiếp. Bây giờ y chang vậy luôn. Cần sư cần tư. Nếu ngài đăng minh y luôn à, thì lấy cái ngài min, thì lấy ngài min hay là min à, cũng vậy luôn. Rồi bây giờ khai tiếp theo nè, để mình đó mình xét không để mình gán cho cái biến ngài đang mắc ha. Rồi bây giờ tiếp mình sẽ làm gì? Khai báo declare à, declare rồi. À, khai báo một cái biến lấy mã nhà trọ. Mã nhà trọ này kiểu thay bồ để chứa, giống cái câu store trước đó, mình khai báo một cái biến kiểu thay bồ chứa tất cả những mã nhà trọ trong đó, thì chắc chắn ở đây chỉ có một cột duy nhất đó là mã nhà trọ, đúng không? Và kiểu in giống như cái câu trên, giống như câu trên à, các bạn có thể insert copy vào câu trên khúc này nha. Khai báo này đấy, nó chèn vô mã nhà trọ đó, copy khúc này luôn đưa xuống đó. Rồi select firm nhà trọ nơi que que xuống này, lúc này que nó khác, điều kiện que nó khác. Điều kiện que đó là ngày đăng phải nhỏ hơn bằng mắt a à, mốc ngày đăng mắt à. Rồi đóng mặt lại và ngày đăng lớn hơn bằng, đúng không, lớn hơn bằng a à, mốc ngày đăng min đấy. Xong có nghĩa là mình sẽ lấy mã nhà trọ mà trong cái khoảng đó đưa vào cái biến bản table của mình khai báo, đúng không? Bắt đầu tiếp theo mình mới thực hiện delete nè. Delete delete câu delete rồi delete cái gì? Delete từ bảng đánh giá, mình cho delete bảng đánh giá trước giống như câu kia, đúng không? Hình như là khúc này giống, mình copy luôn nè, copy khúc này luôn. Rồi còn trên C rồi trên D đấy. Rồi giờ sửa lại coi có gì đặc biệt không, sửa lại nha. Cũng lấy từ bảng nhà trọ, phơm mã nhà trọ luôn y chang à. Rồi xóa bảng nhà trọ, từ bảng nhà trọ mã nhà trọ, đúng không? Select mã nhà trọ, phơm mã nhà trọ này luôn à, mã nhà trọ rồi y chang. Rồi tiếp tiếp tục khúc dưới nữa. Khúc dưới mình làm gì à, sau khi commit chain ha, commit chain xác nhận giao dịch xong rồi enter, xong bây giờ khúc này chắc cũng giống y chang, cũng là ná xem nó khác nhau là cái khoản giao dịch thôi ha. Rồi à, thao tác không thành công à, nếu giao dịch bị hủy. Rồi còn lại giữ nguyên mặc định như kia ha. Rồi bây giờ mình chạy thử cái này nó báo lỗi gì đây à, tạo ra một cái góc, cái góc này à, cái này cái tên nó có giống nhau đâu, đâu như đơn rồi. Tạo ra một cái góc, cái góc này có go ở go cái này không, nó báo lỗi rồi. Rồi chọn ngày đăng, rồi a móc và chạy thử. À, không đúng cú pháp sp delete này, chọn ngày đăng à, block cái này lớp top sp rồi xong rồi xuống a móc môn phải xong rồi s trai
Em trai viên két, em két có đúng không ta? À, đã có tên này rồi. Ủa, đã có rồi này. À, của mình có quét phút chơi không? Có quét phút chơi không? Rớt cái này copy sang cái này dư rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thực thi câu lệnh nha mọi người nha. Thực thi bây giờ, thực thi bằng cách nào đây? Bây giờ mình sẽ cho nó thực thi skill. Vậy bây giờ mình sẽ xem cái ngày đăng của nhà trọ trước đã. Ngày đầu tiên là mình sẽ select ra cái thông tin ngày đăng trước ha, đó là từ bảng nhà trọ nè. Xem trước. Rồi bây giờ mình xóa ông này đi ha. Cái này là 10 tháng 2 2013. Rồi mình thực thi câu lệnh sau này ha. Ok, về bây giờ a mốc ngày đăng min à, của mình sẽ là 2013 10 tháng 2012 chứ, 2012 6 tháng 12. Như vậy là thấp nhất là ngày 1 6 tháng 12 là 12 1 tháng 12. Rồi ngoài ngày đăng mắt là mình cho là cái trang luôn 2012 tháng 12, nhưng mà ngày 6 thì mình cho là ngày 10 ha. Từ ngày 10, từ ngày 1 ngày 10. Rồi xem coi nó xóa cái đó. Một hàng à, 4 đánh giá. Rồi giờ mình xem lại thôi. Nhà trọ nó còn đó là mất 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 đi rồi ha, mất đi cái ngày đăng tin của nhà trọ, mất rồi, mất ngày đăng tin luôn. Của hai ba số 3 ra hai nhỏ của số 3 nằm trong câu ba lớn, ba lớn. Như vậy mình đã hoàn thành các câu trong ba. Tiếp theo mình sẽ làm câu bốn.